Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Trong tập 252 của đấu la đại lục, một tên phò đấu la 94 cấp hóa thành một con hải quỷ với hồn ký nước va chạm với lửa của Mã Ông Tuấn. Nhưng tên phò đấu la 94 cấp đã thất bại trong việc ngăn cản Mã Ông Tuấn. Chuyên sang tập 253 của đấu la đại lục, Mã Ông Tuấn dùng hồn ký phượng hoàng lưu Tinh vô. Từ trên bầu trời bắn rất nhiều thiên thạch xuống thành Gia Long Quan, Kim Mạng Đấu la đã hóa thành một con cá sấu khổng lồ đỡ hết thiên thạch của Mã Hồng Tuấn. Lúc này bên đỡ bạch đang hóa thành một con hồ quẩy nát chiến trường. Dù sáu phong đô la của bộ đế quốc vây đánh đối bạch, do đó đối bạch và chú trúc thanh đã dùng vũ hồn dột ký hóa thành một con hồ khổng lồ. U Minh Bạch Hồ đã kết hợp với Mang Tuấn tấn công Kim Mạng Đấu La 98 cấp. Vì vậy, Kim Mạng Đấu La đã phải bật phun giáp của mình lên trong đỡ những phát cắn chí mạng của con hồ và con phượng hoàng ông Tuấn trải qua những phút giây mang tuấn dùng phượng hoàng chín đầu phun lửa đốt kinh mạc đấu la nhưng kim mạc đấu la đã đánh bay mang tuấn từ trạng thái con phượng hoàng hóa thành con người chảy máu mồm đối mộc bạch và chú Dục thanh dùng con hổ lao lên tát một phát vào kim mạc đấu la bay rối rụi sập tường kim mạc đấu la từ trạng thái con cá sấu trở về hình dáng con người toàn vết thương trở lại về mang tuấn ăn một cái xúc xích thủy tinh ma trùng trăng khiến mang tuấn hồi phục sức khỏe cho đến chỗ tiểu vũ đã cho năm phân thân của mình đi tìm năm hồn đấu la tấn công. Với khả năng cơ động đến từ tiểu vô, cô dễ dàng giữ được một số hồn đấu la bằng và âm khí phân nộ đường liên. Hay tiểu vũ người chơi hệ cầm súng của đường tam chuyên nghiệp, cô chỉ rút âm khí bắn liên tục tạc 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 tạc. Do đó tam cung phùng của vua đế quốc đã phải bật lớp la chắn phòng thủ trước tiểu vô đang bắn súng, làm cho tam cung phùng 96 cấp phòng đấu la cả người đang bị thương còn 30 tên hồn đấu la của vua đế quốc đã bị chết. Tiểu vũ di chuyển đến chỗ Tam Cung Phùng vân cái bài dùng hàng kẹp cổ, khiến Tam Cung Phùng thối hôi quá đã bị choáng và tiểu vũ sút. Trở lại với đường khiếu chọn một tên phòng hấu la của vua đế quốc mài búa. Về phần đường hào người chơi hệ tanh khỏe lên đồ sát thương đang liên tục lập công, một mình đường hào cầm búa đang cần ba phòng hấu la. Chuyển đến kiếm đấu la và cột đấu la đang giao chiến với bốn phòng đô la của vua đế quốc trở lại với tuyết băng đại đế ra lệnh toàn bộ quân đội của thiên đấu đế quốc lao lên tấn công vô đế quốc nên trên chiến trường hiện tại rất hỗn loạn thằng bị chém cụt tay thằng thì nằm ăn vạ giả chết qua long nguyên soái chỉ huy quân đội thiên đấu đế quốc tấn công thẳng vào cửa thành gia long quan lúc này đường ra quân do bốn người thái thản bạch hạc dùng vô địch kiêu cao chia nhau tấn công vô đế quốc lực đường và ngựa đường có khoảng 500 người họ đã bật hết vô con khí đột và con tê giác Họ chia nhau ra bốn xe của bốn cây búa đẩy vào thành ra đăng quan phá cửa. Cảm ơn anh em đã xem hết video.